Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc Tết tập thể lãnh đạo, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những khu xử lý chất thải có quy mô và hiện đại nhất của Việt Nam. Thưa quý vị, vào chiều nay mùng 2 tháng 2 năm 2014, ngày mùng ngày 3 Tết Giáp Ngọ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn lãnh đạo sở ngành thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc Tết toàn thể lãnh đạo, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những khu xử lý chất thải có quy mô và hiện đại nhất của Việt Nam. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam đã tiếp và hướng dẫn đoàn tham quan các hạng mục được đầu tư hiện đại và đồng bộ trong khu liên hợp như nhà máy phân loại tái chế rác, nhà máy xử lý nước rỉ rác đặt loại A, nhà máy sản xuất điện từ khí ga thu được từ 7S chuông lắp rác hợp vệ sinh công suất 12 MW, dự kiến sẽ phát điện vào giữa năm nay. Đến nay khu liên hợp đã tiếp nhận và xử lý an toàn gần 7 triệu tấn rác cho thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những khu xử lý rác hiện đại nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la Mỹ, mỗi ngày có thể tiếp nhận và xử lý khoảng 10.000 tấn rác. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chúc tập thể lãnh đạo, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hăng hái thi đua lao động sản xuất, có thu nhập ngày càng cao. Đồng thời biểu dương những nỗ lực của tập thể công nhân viên công ty đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng công việc, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường và tích cực góp phần vào sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà và chúc Tết đến cán bộ công nhân viên công nhân lao động đã ở lại làm việc không về quê đón Tết.